Xin chào các bác, các anh chị nha. Thì hôm nay em Thắng lại quay trở lại, cũng như là lại tiếp tục mang đến cho các bác một cái lô cây giống, cây đinh năng mới. Đấy, đinh năng lép của Việt Lang. Đấy. Thì trước thì em cũng đã quay rất là nhiều rồi, nhưng có một cái thời điểm thì nó cây nó cũng hết. Đấy, hiện tại thì bên em lại ươm lại được rất là nhiều cái cây đinh năng lép để tiếp tục phục vụ đi cho các bác trồng cho năm nay nhé. Đó thì trên tay em đây là một cái cây giống đinh năng lép, rễ bầu rễ của nó rất đảm bảo các bác này. Để các bác có thể nhìn những cái phần rễ bên dưới này. Đó, cây đang tia rễ ra rất nhiều, bên trong thì rễ đang cuốn rồi. Nên là những cây này thì các bác trồng rất đảm bảo nhé. Đấy. Đinh năng lép thì nó được coi như là cái nhân sâm của người nghèo. Đấy, ngày xưa thì để mà sử dụng cái đinh năng lép này thì người Việt Nam mình thì tự nhiên thì có rất là nhiều, đấy ai có thể sử dụng được. Nhưng mà hiện nay thì đinh năng lép trên thị trường có giá trị rất là cao, nên là trong tự nhiên ta bị khai thác rất là nhiều rồi, khai thác rất là nhiều. Và cái cây này thì hiện tại thì chủ yếu là được trồng để phục vụ cho nhu cầu sử dụng thôi. Đấy. Hiện nay thì các sản phẩm của đinh năng thì vẫn được các bác ưa chuộng sử dụng, cũng như là trồng cây giống để làm kinh tế rất là nhiều. Đấy. Bên em làm thì hoàn toàn là những cái cây giống đinh năng lép nhé. Ngày trước thì nó rộ lên cái đinh năng của lá to của Trung Quốc ấy. Bên Trung Quốc họ cấp giống về, cũng như là họ thu mua. Nhưng mà hiện nay thì cái đinh năng đấy thì họ không còn thu mua nữa, nên là nhiều bà con trồng cái đinh năng của Trung Quốc thì cũng không muốn trồng cái dòng lá to này nữa. Và hiện nay thì đây là một trong những cái dòng vẫn là bền vững nhất, là cái dòng đinh năng lép lá nhỏ, lá của nó rất là nhỏ nhé, nó không to như những cái dòng của Trung Quốc. Đấy, là một cái những cái dòng bền vững nhất, là vẫn được tin tưởng bà con trong nước tin tưởng sử dụng, cũng như là rất là nhiều quốc gia yêu thích sử dụng cái cây giống đinh năng này. Đấy. Đấy. Thì đây là những cái cây giống bên em cung cấp ra cho các bác, thì những cái mầm của nó rất là đảm bảo rồi. Cây kích thước trung bình nó sẽ từ 20cm trở đi nhé. 20cm cây bầu dễ đảm bảo để cho các bác có thể trồng phát triển cái cây này. Đấy. Cái cây giống đinh năng ấy thì hàng năm thì bên em vẫn cứ là ươm giống liên tục để phục vụ trồng nhé. Tại vì đinh năng là một trong những cái sản phẩm mà được sử dụng liên tục, hầu như là cứ bắt đầu thu hoạch là bắt đầu lại sử dụng, nên là cái nguồn nhu cầu sử dụng của cái dòng này rất là cao, nên là các bác không lo về cái khoản đầu ra của cái cây đinh năng này. Đấy. Hôm nay thì em cũng chỉ giới thiệu qua cái cây giống của em tại thời điểm hiện tại để cho các bác cập nhật được là bên em hiện tại vẫn còn cái cây đinh năng để phục vụ cho các bác nhé. Còn video này em cũng xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của bên em nhé.